Đại bàng, hãy truy tìm quân địch. You have defeated an enemy. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này thì mình sẽ làm về vị tướng Heo Su. Một vị tướng có lẽ là các SP gạt cái gạt đắng với cái khả năng gọi là ngắm thân trước. Thì tất nhiên thì với các biệt Heo Su thì một quân bài quá là khỏe, quá là mạnh. Còn những người mà gọi là chơi Heo Su chất được tổ thì thực sự đó là bị SP tấm sư rất chết rất nhiều. Rồi, một phát viễn trinh kích này. Phát thứ hai này. Rồi, phát này thì cho thêm phát nữa nhá, ba phát này. Thì lá bí của tem địch thì cũng khá là thấp máu rồi. Và có lẽ là mình sẽ kiểm soát con đom đóm này. Thì trong cái clip này thì mình cũng sẽ trình bày cho anh em về chất tướng Heo Su. Tất nhiên anh em cũng biết rằng thì Heo Su là một chất tướng khó chơi, một xạ thủ khó chơi. Mình thì cũng thi thoảng mới gọi là vác vào chơi thôi. Thứ nhất là cũng bị cấm, mà thứ hai nữa thì kỹ năng của mình để chơi Heo Su thì cũng không phải là được tốt. Đối với mình thì nói chung cứ bắn chậm chậm như thế này thôi, chậm mà chắc thôi. Còn không bắn được nhanh như kiểu các idol khác ấy, kiểu là lia phạt la bắn lướt, thì cái đó thì mình không làm được. Chủ yếu là cứ chậm mà chặt thôi anh em ạ. Rồi, chậm mà chặt thôi, những phạt này thì dính thôi. Lá vi của team địch chặt này thì gánh. Thôi, gãy nhẹ đến từ lá vi của team bên địch. Hiện tại thì mình vừa lên được level 4 này anh em ạ. Rồi, phạt này thì giật bắn lui lại nhá. Vẫn xả được, đó là sát thương. Rồi, ngô khỉ của tem medic này. Ngô khỉ này, pha này thì trật mất rồi. Tem medic thì tập trung ở khu vực kháng rông. Pha này có tầm nhìn nhỉ, đây 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 đây. Ôi, thấp máu rồi kìa. Ngô không thấp máu đấy, còn một tí máu kìa. Đây, ê, bắt luôn, bắt luôn. Này thì ngô không lên bảng điểm số này. Rồi, viễn trinh kích này, lên bảng điểm số này. Double cứu dành cho mình này. Nếu chú Heo Su thì cứ cấu rỉa từ xa thôi. Cảm giác ok thì lại tiếp cận và chơi luôn. Trận này thì sau khi gọi là thấy tem medic pick ngô không phải thì mình pick ngay gọi là Heo Su luôn. Bởi vì Heo Su thì đặt những cái ứng tràm này thì có thể kiểm soát được tầm nhìn và lộ diện gọi là những vị tướng thuộc sáng tàng hình như kiểu ngô không ấy. Rồi, Murat này, Murat này. Ảo ảnh tràm được sử dụng và giật bóng về. Ok, mình thì dính ngay cái đàn thân quang rồi. Murat giật bóng lại nhưng mà bị ra tém mình khép góc. Bắt bóng và tiện Murat lên bảng điểm số. Ôi, pha này tu len, tu len. Mình vẫn đang có tốc biến anh em ạ. Nên là cũng không sợ cho lắm ấy. Rồi, tu len này. À, lá vĩ, một phát này. Bồi cho thêm phát nữa này. Ôi, phát này thì trật mất rồi. Đối với chiêu hái của vị tướng Heo Su thì tâm rất chết rất xá, nhưng mà đòi hỏi đó là độ chuẩn xác cao nhá. Chiêu thứ của Heo Su thì chiêu thứ nhất thì anh em đặt cái ứng tràm, anh em thấy thì mình đặt ba cái ứng tràm đấy luôn. Thì khi đổi hướng gọi là vào cái vùng ứng tràm thì sẽ bị lộ tầm nhìn. Chiêu thứ hai thì anh em ngắm bắn như thế này thôi, viễn trinh kích ngắm bắn từ xa và anh em có thể tích trữ tối đa gọi là 3 lần. Còn chiêu cuối thì anh em gọi là giật bắn, bắn ra một viên đạn gây đó là sát thương. Rồi anh em giật lui ra gọi là phía sau thôi anh em ạ. Rồi một phát vào Murat này, thêm phát nữa này. Ôi, phát này thì nó ảo ảnh tràm đấy là né được. Mình đặt quả ứng tràm ở đấy nữa nhá. Cứ cấu rỉa từ xa đấy anh em ạ. Đấy, ôi, phát này dính rồi kia. Trong bùi có người anh em ạ. Nói chung những tình huống đó thì mình cũng đoán thôi, mình nghĩ là Murat ấy. Rồi bây giờ bắn trù nhá. Đài địa chấn của Botoro được sử dụng kẹp góc vào lá vĩ.
Ở pha này thì Tiễn La Vi lên bảng điểm số, Minh Giật bắn lui lại, Murat ảo ánh chạm nhưng vẫn chưa đủ đám. Giật bóng lại thì bị gọi là tím bên mình chặn bóng rồi. Tức là gọi là tiền thoái lưỡng nám dành cho gọi là Murat tím bên địch á. Bây giờ thì mình đặt cái ứng tràm thì anh em thấy thì Ngô Khống mà di chuyển ra lộ tầm nhìn rồi, một phát này Ngô Khống còn một tí máu này. Rồi Ngô Khống thì cũng phải lên bảng điểm số rồi. Còn tú lén của tem địch thì lui về được và chắc chắn như con búa đỏ này sẽ thuộc về tím bên mình rồi. Trận đấu này thì Ngô Khống xíu thọt rồi. Đài địa chấn của Botoro cũng được sử dụng luôn, tem địch thì lui về. Rồi một phát viễn trinh kích này, Murat cũng khá là thấp máu nhưng mà lượng máu của mình thì cũng không nhiều nữa. Thì chắc có lẽ đặt cái ứng tràm đấy và lùi về thôi. Vậy là khá là thành công ở giai đoạn đầu trận rồi. Ép được hai cái trụ của Tem Mendic ở khu vực đường rông, lấy thêm được cái trụ ở khu vực đường giữa nữa. Rồi phát đấy. Ôi, mình tưởng là ca ép được con bua. Với áo xù thì khả năng bắn tay đám cũng rất là to nhá, đến từ nội tài của vị tướng này. Vì tưởng này bắn thì không ra chỉ mang, nhưng mà mỗi phần trăm chỉ mang thì cộng thêm công vật lý. Nghĩa là Ngọc anh em lên Ngọc chỉ mang cũng ok dành cho eo sú. Chỉ mang thì quý đổi ra công vật lý anh em ạ. Và những phát này thì cứ bắn thương thôi và tiện xạ thủ tém địch lên bảng điểm số. Murat tém địch thì ảo ảnh chạm được sử dụng. Murat đây đúng không? Lấy nồi tài đấy đúng không? Dính rồi này, ôi. Nhưng mà dính ngon quá anh em ạ, chứ không phải là dính vào Murat. Chơi ao su để tránh bị FP chửi, đồng đội chửi á, là anh em hạn chế những phá gọi là cần á, thì anh em bắn thương cho mình cũng được. Nhưng anh em nào chơi tốt thì mình không nói, anh em nào chơi chất tốt thì kết hợp cả bắn thương cũng như đó là sử dụng chiêu hái viện trinh kích. Chứ anh em cứ đắm chiếu toàn là sử dụng đó là chiêu hái á, thì rất chứ là dễ bị đồng đội nói luôn á. Bởi vì nhiều khi trong một pha combat anh em ngắm mà vớt 3-4 giây rồi, mà một phát combat nhanh thì cũng chỉ gọi là 4 đến 5 giây thôi. Mà anh em không bắn được trúng phát nào cả thì thôi xong luôn ấy. Đồng đội chửi là chuyện thương, vì tưởng này thì vị tưởng gọi là bị chửi nhiều nhất liên quân rồi. Kể cả gọi là những người chơi tốt thì cũng bị nói, chứ không phải là những người chơi kém đâu nha anh em. Kể cả đó là những bẹt éo súp cũng bị nói là chuyện bình thường. Bởi vì anh em có thể bắn 10 phát hay nhưng mà một phát gọi là không hay thì cũng bị nói là chuyện bình thường. 10 phát anh em bắn ngắm chuẩn xác, nhưng mà một phát trong một phát combat để có thể kết liễu được mục tiêu mà anh em không thấy là bị nói là chuyện thương thôi. Murat thì định ý định bắt mình. Này thì Murat này, Triều Vấn thì kém cơ đồng, mình đang còn tốc biến nữa nên là không sợ rồi. Toàn này một phát viền trinh kích này, con tí máu kia. Tiếc nhà cái phí tiêu giới của kến thì không đủ đám để ăn được Vấn ca pha đó. Với những chất tưởng kém cơ đồng như Triều Vấn thì mình khá là dễ đánh á. Kiểu là chỉ cần Triều Vấn không sốc đám được mình phạt là mình có thể quay trở lại áo nhây liền. Đây xa thủ tém ending này, cho một phát viễn trinh kích này. Kến tém mình đủ đám hay không? Rồi phát anh đủ đám hay không? Nổ cái phi tiêu giới vẫn đủ đám để ăn được xa thủ tém ending. Nhưng mà kến cũng phải lên bảng điểm số. Triều Vấn tém ending tốc biển và bắt mình luôn. Này thì bắt này, này thì bắt này, này thì bắt này. Vẫn truyền thuyết dành cho mình là ví của tem địch thì gãy anh em ạ. Minh Hoa đỏ thì vẫn đang còn tốc biến nên là khá tự tin để quay trở lại xả thật thương vào Vấn cá. Rồi phá này một phát này, ôi đáng ảo ảnh chạm luôn anh em ạ. Rồi Ngô Khống có ý định bắt mình hay không? Ngô Khống này, này thì Ngô Khống lui về rồi. Nói chung cứ đặt những cái ứng tràm thì gần như Ngô Khống rất chứ rất khó ấy. Đây phá này viễn trinh kích này, ôi dính đôi này, ế dính vào Murat rồi. Murat là khá là thấp máu, cú đàn thân quáng của La Vi thì đã bị trật rồi. Bây giờ thì Ngô Khống lao ra, ê gõ vào tô rỗ, này thì bị lộ tầm nhìn này, này thì Ngô Khống này, Ngô Khống này lên bảng điểm số này. Bị lộ tầm nhìn nên là tăng hình vô tác dụng anh em ạ, và tình huống đó thì cũng có sự trợ giúp đến từ tô rỗ nữa ấy. Chứ không, tất nhiên thì nếu mà bị dồn đá thì chắc chắn là mình sẽ bốc hơi thôi. Bởi vì cho dù mình sánh đi chăng nữa thì mình cũng là một vị tướng máu giấy, mà Ngô Khống thì trì máu giấy cực tốt. Kế này mình bảo đó là
bày đặt Triều Văn phun tánh. Thực tế Triều Văn bây giờ đi lén á, lên đô theo thiên hưởng tánh cơ rất chết khỏe nhá. Có cái trận đấu này thì Triều Văn hơi thọt thôi, còn thực tế mình cây tốp Triều Văn mà chuyến có một cánh về Triều Văn nên là mình biết Triều Văn thời điểm hiện tại đi lén tha thân rất chết khỏe luôn đấy. Lên kiểu vừa tánh vừa đám ấy, cực kỳ là khỏe. Rồi bây giờ về thế trận thì đáng lời thế rất chết là lớn dành cho team bên mình rồi. Thì tầm này thì nói chung cứ đẩy thì lính lên cao rồi ép trù thôi. Chứ trận đầu này cuối trận thì team bên mình như kiểu kến rồi ná thì sẽ không còn quá khỏe nữa nhá. Như là ép được đó là những đường lính sâu cấp thì càng tốt. Rồi, na té mình thì đang mùa anh em ạ, lao vào phát rồi lại rụt lui ra. Rồi, pha này thì viễn trình kích này, ăn được màng của Triều Văn tìm mình đi coi, đặt ngay cứ ứng tràm ở đấy nữa. Bắt bóng Murat, dí vào bóng Murat nhưng mà Murat giật bóng về muộn quá. Ôi, thôi sống rồi, pha này thì dính cái đàn thân quáng rồi. Ảo ảnh chạm của Murat được sử dụng luôn. Trận đầu này mình thấy Murat chơi cũng tốt này. À đó, mình cũng hơi chủ quán. Ôi, tìm bên mình hơi chủ quán ấy. Murat của tém địch bảo gọi là win hồ bố. Gãy đến từ Murat rồi. Pha đó thì lỗi của mình anh em ạ. Kiểu là đừng ngắm một cách hơi hở hành ấy. Nên là dính ngay cái đàn thân quáng của Lavi. Dính đàn thân quán của Lavi, nếu mà solo với Lavi thì mình cũng không sợ, nhưng mà thêm Murat nó ra ảo ảnh trạm nữa ấy. Và mình phải lên bảng điểm số. Ra tay mình trả thì mấy thằng nhóc đấy, anh em thấy chưa? Triều Văn bây giờ, Triều Văn bây giờ thì nó chấp hai kến luôn, ba kến luôn chứ không phải là kế một kến nữa anh em ạ. Đóng đô toàn thủ như vậy thì kến làm sao có cửa để ăn được vấn cá. Ôi, Murat lấy trụ, Murat này. Và mình tiễn Murat lên bảng điểm số. Có cố gắng nhưng mà không thành công. Thì anh em thấy thì chỉ cần chủ quán và sai lầm một pha thôi. Và đó team bên mình kiểu là cũng sai lầm hơi nhiều đấy. Gãy hơi khẹt hơi chủ quán đến từ team bên mình và bị tém địch phản công phạt. Tất nhiên thì thế trận thì cũng đáng thuộc về team bên mình hoàn toàn. Nhưng mà bây giờ thì vẫn cá cũng bắt đầu khỏe rồi anh em ạ. Murat của tém địch thì bảo mấy nhóc. Murat chơi hay nha, mình thấy Murat chơi tốt đấy. Rồi bây giờ đặt cái ứng tràm đấy nữa. Đẩy thì lính lên cao trước đã, để lấy đó là những đường lính siêu cấp tiếp theo. Bây giờ thì đang thấy có giáo tránh. Mình đặt cái ứng tràm đấy này, lại bắt đó là vấn cao của team Mendic. Này thì Triều Văn này rất bản lui lại này. Kích hoạt đó là cái xa nhất cũng kết hợp thêm cái tốc biến nữa, ăn được một người một phát viễn trình kích nữa và double kill dành cho mình. Và đây là cơ hội tổng tấn công để kết thúc trận đấu. Ôi, Murat nó dọn dẹp hết lính rồi anh em ạ. Hay đấy nhá. Pha này thì hết lính mất rồi. Trận đấu này Murat chơi tốt đấy. Murat mà không chơi tốt là win đấy. Murat này khó rồi, bây giờ thì chưa win được rồi anh em ạ. Rồi, kênh tay mình thì đã phải lên bảng điểm số rồi. Vẫn chỉ lấy được đó là mới một đường lính siêu cấp duy nhất thôi, chưa lấy được thêm đường nào nữa. Mình sẽ đặt đó là những cái ứng tràm đấy để kiểm soát tầm nhìn tốt nhá. Đây, ngô khấu này, ngô khấu này. Ok, pha này thì xa thủ ổi, pha này thì viễn trình kích trật mất rồi. Rồi, ngô khống của tém địch thì bị lộ tầm nhìn rồi kia. Đặt những cái ứng tràm này, ngô khống đã phải lên bảng điểm số. Cứ đặt ứng tràm là lộ tầm nhìn anh em ạ. Và bắn viễn trình kích tầm xa như thế này thôi. Murat của tém địch lao lên, ảo ảnh trảm rồi lại giật bóng về.
Rồi, pha này lại bắt luôn xạ thủ tem đích này, bắt luôn Toro ấy. Chơi luôn này, này thì xạ thủ này, xạ thủ này, xạ thủ này. Mình mất cái giáp hồ mình bán lên liếp được mình quay trở lại chơi luôn đấy. Một em lên bảng điểm số đấy, hai em lên bảng điểm số. Bả đào dành cho mình nhưng mà cuối cùng vẫn bị Murat tem địch ăn. Murat tem địch chơi tốt đấy. Trận đấu này nếu mà không có Murat đấy, Murat mà chơi bình thường là mình nghĩ trận đấu này win lâu rồi. Bởi vì ngộ không của tem địch cực kỳ là phế luôn. Ngộ không của tem địch 160 luôn đấy. Bởi vì thực tế mình đặt những cái ứng tràm như thế này thì ngộ không cũng khó chơi. Mà ngộ không cần có đồ kìa, nãy giờ thì ngộ không thủ thọt nữa. Nên là quá khó dành cho ngộ không rồi. Vẫn chưa lấy được thêm đường lĩnh siêu cấp nào cả, thì chắc là sẽ ăn con ta thân xe giá để lấy trù dễ dàng hơn nhá. Ôi, thôi xong rồi, pha này thì kênh tại mình đã phải lên bảng điểm số rồi. Tầm này anh em thấy thì ngộ không thọt thọt chứ solo kênh thì ngộ không vẫn thắng thế. Bây giờ thì sẽ ăn luôn rồi là con ta thân xe giá này anh em ạ. Để đó là cống trụ dễ dàng hơn. Ok, bắn thương nhá, những phát này thì bắn thương thôi. Ôi, cẩn thận bị cướp. Ôi, rất may anh em ạ. Ta thân xe giá thuộc về team bên mình. Nhưng mà ra thì đã phải lên bảng điểm số. Cá đó đáng lẽ là Toro tem mình phải về kìa. Na tem mình bảo bo 2 vơ cá lơ. Nó cũng đúng, phát đó thì bo Toro đáng lẽ là về đây. Bo Toro tem mình bây giờ đang lên rất là cao luôn. Kẹp đi lẻ làm gì vậy? Đừng có chủ quan anh em ơi, tem địch thì bắt đầu khỏe rồi á. Có ta thằng xe giá đấy, cố gắng ép thôi. Dù trong cho tàn, hoa vẫn sẽ mọc lên. Rồi, thấp máu này. Ui, còn tí máu kia. Tiếc nhờ, không đủ đám nha. Vân ca này, Vân ca lên tánh nên là cũng hơi khó. Cũng khó anh em ạ. Hiện tại thì tìm bên bàn cũng thủ trụ tốt quá. Murat này, Murat chết tốt quá anh em ạ. Kiểu là nó cứ ra dọn dẹp lính tốt quá ấy. Rồi, thì Vân ca của tem địch định bắt mình này. Nhưng mà mình gọi là giật bắn lùi lại và kích hoạt đối với xa nhật cũng tăng tâm đánh tốc biến lùi lại và tiền triệu vẫn lên bảng điểm số. Và mình không nhầm thì đấy là lần thứ 3. Lần thứ 3 đó là Vân ca định bắt mình nhưng mà không thành công rồi. Murat của tem địch lấy đi được cái giáp hồ mình. Mình bán lên liêm đợt mình và tiện Murat lên bảng điểm số. Cuối cùng thì Murat cũng phải lên bảng điểm số. Và đây là cơ hội lấy đó là cây trù siêu cấp thứ hai dành cho team bên mình. Trước khi thúc được trận đấu thì cố gắng lấy 3 đường lĩnh siêu cấp là dễ dàng win hơn đấy. Bây giờ thể lĩnh ở đường trên kia thì cũng đang khá là cao. Rồi pha này, một phát viễn trinh kích này. Nhưng mà cẩn thận nhá, ngộ không của tem địch lao ra đấy á. Rồi pha này không biết có lấy được cây trụ này hay không. Ui, tu len. Bắn được hai phát trụ rồi, cũng lấy đi khá là nhiều lượng máu trụ của tem địch. Quay trở lại viễn trinh kích ăn được màng của ngộ không tìm biến địch. Nhưng mà hiện tại thì anh em thấy đó là tìm bên mình ná cũng phải lên bảng điểm số rồi. Pha này thêm phạt viễn trinh kích. Ôi, xa thủ tem địch khốn quá. Quay xe khá là nhanh á. Vậy là cũng thành công rồi anh em ạ. Bây giờ đẩy lính lên cao không biết có lấy được thêm đường nữa hay không. Murat của tem địch lao ra ảo anh chạm nhưng mà hơi khó rồi. Hiện tại bây giờ thì chắc có lẽ là phải lùi về thôi. Mình thì có đó là cây nồi tài của xa nhất cũng rồi. Ở ngoài tâm trù thì vẫn có thể đó là bắn được. Nhưng mà hiện tại thì lao lên bây giờ rất là nguy hiểm luôn. Cái đó thì chắc là xíu nửa cho ná đầy lệ. Ôi ra tay mình lên bảng điểm số thôi, lui về bó ấy. Bó làm gì vậy? Ôi bó định lên cấn bà anh em ạ. Thôi xong rồi, thế này thì mất ta thân xe ra luôn rồi. Mất tánh cớ rồi. Mà ná cũng như đó là kết bây giờ thì rất là khó. Kết bây giờ gần như không bắt được ái của tướng DK ấy. Bắt ngộ không cũng không được này. Mà bắt la ví cũng rất là khó. La ví có khiến hoàn tốc cực kỳ là khó bắt. Tu lén cũng khó bắt.
Còn Triều Vấn thì bây giờ tầm này Triều Vấn nó chấp tầm khoảng 2 đến 3 kiến thôi. Murat thì ảo diều thì cũng rất là khó. Và bây giờ anh em thấy thì mất lợi thế và mất tà thân thôi. Đấy, chỉ cần chủ quán 1 tỷ thôi, chết lẻ tỷ thôi là dễ toán lắm ấy. La Vĩ cuối trận nó khỏe hơn mình rất là nhiều luôn. Thực tế nếu mà mình bắn chuẩn thì có thể là nó không khỏe bằng, nhưng mà thực tế bây giờ thì cũng rất là khó anh em ạ. Tầm này thì Ngô Khống nó cũng khỏe rồi. Ngô Khống thì đang solo cứu với Na. Na tay mình tỉnh dậy bằng cái giáp hồ mệnh. Ăn được đó là Ngô Khống. Cùng cái giáp hồ mệnh mình tốc biến và giật bắn luôn. Và tiện Ngô Khống lên bảng điểm số. Bây giờ phải lùi về ngay và luôn thôi. Trang bị dành cho Yao Su thì sẽ lên à. Đầu tiên dây dùng một tăng tốc đánh. Thứ hai thì kiểm một Ramasa xuyên giáp. Thứ ba kiểm phương nghĩa đánh theo phân đám máu. Thứ tư thì sẽ lấy nó là cây nánh, gia tăng thêm công vật lý, máu đối phương dưới 50% máu chịu thêm 30% sát thương. Tiếp đến thì cái xa nhân cúng thì tăng tâm đánh, tăng tâm đánh. Và cuối cùng đó là giáp hồ mình để đảm bảo an toàn, đó là build đô sử dụng dành cho Yao Su nhá. Thì chúng bảo đốc cuối thì linh đồng, mất nồi tài của giáp hồ mình hết rồi thì mình sẽ lên phức hợp kiếm. Thôi xong rồi là chết lẻ rồi. Tim mình gãy hơi sợ mà anh em ạ, gãy sợ mà ăn gì rồi. Và đây Vân Cá này, Vân Cá tầm này nó khỏe lắm ấy. Tầm này thì nó kiểu như rá rồi, ná rồi. Rồi kến thì tầm này Vân Cá nó không tỉnh tiền thôi, quá là khỏe rồi. Rồi Kiều Vân này. Ok, pha này đi, bắt được Kiều Vân, tiền Kiều Vân lên bảng điểm số. Bá đào dành cho mình khá là thấp máu, Tú Lén cũng khá là thấp máu. Lùi về được nhưng mà mình cũng phải lên bảng điểm số anh em ạ. Rồi bây giờ thì tém mình lên bảng điểm số 3 người rồi, khó rồi anh em ơi. Không biết có thủ được hay không này. Từ từ nha, từ từ nha. Mấy con đề ta thân xe ra này cũng quá là khỏe. Ảo anh chàng của Murat được sử dụng thêm nồi tài của Tú Lén nữa, lối điều cũng được sử dụng. Ra tay mình thì khá là thấp máu. Không biết có thủ nổi hay không này. Rồi Ngô Khống, ôi Ngô Khống nó lấy lại những di đảm bật anh em ạ. Đầu trận thì hành Ngô Khống nhưng cuối trận thôi xong rồi. Trận này thì bị tém địch lật keo rồi. Và đây là cái giá của sự chủ quan và khinh địch. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha.